Đây là hình ảnh một số thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa từ nhiều địa phương tập trung về nhà một người quen ở Sài Gòn để tham dự cuộc khám sức khỏe trong dịp lễ tri ân thương phê binh hàng năm do Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức. Nhưng tiếc thay năm nay việc đã không thành. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã tổ chức 6 lần liên tiếp những cuộc mời gọi anh em thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa tập trung tại cơ sở nhà dòng để dự lễ tri ân, để khám bệnh giúp anh em đỡ khổ cực vì tàn phế và duy trì cuộc sống. Nhưng quan trọng hơn thế, nhà dòng muốn an ủi tinh thần, vực dậy niềm cô đơn và số phận không may của họ bằng những lời thông cảm, lời tri ân, rồi mới đến những tài vật quyên góp được từ trong và ngoài nước, từ chiếc xe lăn cho tới những phần tiền tuy ít ỏi nhưng đầy tình người. Thế nhưng trong lần thứ 7 này, Dòng Chúa Cứu Thế gửi thư mời 152 anh em thương phế binh từ Đà Nẵng cho tới Cà Mau đến Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào sáng thứ 6 17 tháng 4 để được khám tổng quát sức khỏe, xét nghiệm cận lâm sàng cho anh em do 4 cơ sở đa khoa thiện nguyện đứng ra phụ trách đã gặp trở ngại. Hỏi các linh mục có liên quan đến chương trình yểm trợ và tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì được biết cha Nguyễn Ngọc Bích muốn cho tạm ngưng chương trình này nhưng có thể sẽ tiếp tục về sau. Phóng viên của chúng tôi thăm hỏi những người thương phế binh tập trung nơi đây. Trước hết là ông Phú, ông cho biết. Ở quận 2 rồi. Và nói với phóng viên. 6 mấy rồi, 66 rồi con. Hỏi thế chú là lính gì? Lính bộ binh rồi con. Và chú bị thương ở đâu? Đứt ruột. Cái lưu đạn với lại nguyên băng. Nè, đây nó sớt luôn cái đi luôn cái này. Rồi người thương binh nói tiếp. 40 năm rồi nhờ cho hội gói gém lên em trong thực sự quý ghê luôn. Phải nói là thực sự quý nhất. Trong 40 năm anh em cũng đang hai lầu đường sớt trợ chứ mang ai gói gém không. Sự lực kính thân. Cảm ơn quý ghê lắm á. Không nói khóc đó nha. Khóc là hẹp lắm, lính mà. Thật sự là cũng khóc. Dạ tôi tên Thạch Ba, quê ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đi lính nhập ngũ từ năm 20 tuổi đến năm 1974 là tôi mới có 39 tuổi, là từ 74 tới nay 40 năm là tôi chẳng 80 tuổi. Phóng viên chúng tôi hỏi bác vì sao mà bị thương. Bị thương là do là tôi là một hạ sĩ quan tiếp liệu y dược, đi lãnh y dược từ Bạc Liêu về Chương Thiện, Vị Thanh đó, rồi tới cầu Tầm Du là bị giật mình cục hai giò luôn. Bác Thạch Ba nói về tâm tư của ông đối với chương trình nhân đạo của Dòng Chúa Cứu Thế. Trước khi lên đây, niềm tin của tôi là cũng chưa biết thế nào, nhưng mà lên đây thấy là đối xử đó, thì rất là thân mật, rất là chu đáo, rất là tử tế, rất là thương mến người tàn tật. Và đây tôi. Một thương phế binh khác ở xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Và ông thuộc đơn vị Nghĩa Vụ. Ông bị thương năm nào? Thương năm 72, hai chân. Ông nói đã biết có chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và đã tham dự. 4-5 lần, 3-4 lần gì đó, như 4 lần. Nay chương trình đó đã tạm hoãn sau khi nhà dòng đổi cha giám tỉnh mới. Ông nghĩ sao về việc đó? Bây giờ con cái là bây giờ ở đây là cũng thương phế binh là của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà nó đã tàn phế rồi. Thì bây giờ cái thấy cả một cái đất nước Việt Nam này chỉ có cái nhà thờ Cứu Thế là ở quận 3 Trì Đồng. Giờ cha với anh bàn tay rộng ra để đón và giúp đỡ cho những người thương phế binh đã tàn tật vì chiến tranh, là mong muốn cái nhà thờ Cứu Thế và cha để duy trì được một cái đó để cho anh em đỡ phần nào trong cuộc sống.